video sau để quý vị và các bạn cùng thưởng thức ván cờ vô cùng hay, vô cùng hấp dẫn và đầy sự kịch tính đến từ số 1 cờ tướng thế giới ngoại tinh lai khách, chiến thần Vương Thiên Nhất đối đầu với đối thủ là danh thủ Nhiếp Thiết Văn. Trận đấu là trận cờ được diễn ra trong giải giáp cấp liên tái 20.220, với bên đỏ đi tiên là danh thủ Nhiếp Thiết Văn. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức, bạn cùng thưởng thức. Thank you.
đến đây vì hết thời gian nên bên đỏ bị xử thua. Tuy nhiên ta có thể thấy rằng nếu đánh tiếp thì với thế cờ trên và tư duy tấn công của chiến thần Vương Thiên Nhất thì kỳ thủ Nhiếp Thiết Văn cũng sẽ không thể nào chống đỡ được nên thua chỉ là sớm hay muộn.